Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Chúa Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng con. Xin Đức Mẹ, xin Chúa Giêsu ban ơn đặc biệt cho nhân loại chúng con biết mau mắn ăn năn sám hối, biết vâng lời Cha Trời Giêsu dạy bảo và sống theo những điều chỉ dạy của Ngài. Bởi vì tất cả quyền năng và vinh hiển thuộc về Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu. Cùng tất cả những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng con được sống, cùng ông bà tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng con, xin nhận lời chúng con cầu xin. Amen. Đây là hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra tại nơi đây, trên nền trời. Trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại nơi đây, vào ngày 31 tháng 1 năm 2010, và nếu chúng ta xây về hướng này, đồng bào sẽ thấy một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Đồng bào nhớ mau mắn vào trang website faithgotjesuschrist.com để xem xét và học hỏi. Về những phép lạ quan trọng nhất thời bây giờ mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã cho tỏ hiện ra để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và nhân loại cần mau mắn ăn năn sám hối gấp. Những kẻ nào không thực sự ăn năn sám hối thì sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm trong những ngày tháng năm sắp tới, vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Vì thế, đồng bào hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là thông báo những tin mừng vĩ đại này
đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đây là sấm lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Cùng hàng triệu 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 linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, ra lệnh và kêu gọi chúng ta cần phải làm như thế. Mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là đồng hành với tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần thông báo và cảnh báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay.